Thưa quý vị, theo các chuyên gia, người hút thuốc lá dễ mắc Covid-19 và khi mắc có nguy cơ diễn biến nặng hơn người không hút thuốc. Cụ thể, Phó giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh, Giám đốc Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế cho biết hút thuốc lá làm lây truyền Covid-19 trong cộng đồng. Nguy cơ này cao hơn ở người bình thường bởi người hút thuốc có thói quen và hành động đưa tay lên miệng cầm điếu thuốc, sử dụng chung dụng cụ hút thuốc như ống hút thuốc lào. Bên cạnh đó, Người hút thuốc nếu mắc Covid-19 dễ chuyển biến nặng do thuốc lá có tác hại về tim mạch, hô hấp. Lý giải về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Ngô Quý Châu, giám đốc Trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai, chủ tịch Hội hô hấp Việt Nam cho biết, tác hại của thuốc lá rất rõ ràng, gây hại cho toàn bộ cơ thể. Ngoài thuốc lá truyền thống như thuốc điếu, thuốc lào, việc hút thuốc lá điện tử cũng gây hại tương đương. Cũng theo các chuyên gia, Covid-19 là một bệnh truyền nhiễm chủ yếu tấn công phổi, hút thuốc lá làm suy yếu chức năng phổi, khiến cho cơ thể khó chống lại virus Corona và các bệnh khác. Thuốc lá cũng là một yếu tố nguy cơ chính đối với các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp và đái tháo đường, khiến những người mắc các bệnh này có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn khi bị nhiễm Covid-19. Những nghiên cứu đã công bố cho thấy, những người hút thuốc có nguy cơ bệnh nặng và tử vong cao hơn khi mắc Covid-19.